Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Soccer TV. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn một dòng lan rất là đặc biệt. Dòng lan này rất là có giá trị và hương rất là thơm. Hôm nay là một ngày rất là rảnh, mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đây là dòng lan gì các bạn nhá. Các bạn thấy không? Cái chậu này là chậu hồ điệp mình ghép lên gỗ lũa này này, các bạn thấy không? Em này là mình ghép được khoảng là 20 ngày. Mình ghép cả mã thiên hồng và cả trắng V3. Đây các bạn tham khảo qua này. Đó, dễ em ra này. Dễ em này, đó. Dễ này, đó. Dễ đang bò bám vào thân gỗ này. Đấy, đang ra này. Đó. Đẹp ha. Đây, hôm qua mình đi ra ngoài đường, mùa dịch rảnh rảnh, mình sưu tầm được cái gốc cây để về mình ghép lan á. Trong mùa dịch mọi người hạn chế đi lại nhé, chúng ta bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cũng như cho gia đình. Đây, cái điều này mình muốn chia sẻ với các bạn đây. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn về một cái dòng lan rất là thơm, cũng rất là có giá trị và nhiều người yêu thích, không thua kém gì đai châu. Em này còn giá trị hơn cả đai châu Ngọc Điểm luôn đấy các bạn nhé. Đây là một chậu lan. Lan này là lan Hoàng Nhạn. Các bạn đã có thể các bạn biết rồi, có thể các bạn nào chưa biết thì chúng ta có thể là chúng ta tham khảo. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cây này và đặc tính cái cách trồng, cách chăm sóc của em ra sao nhé. Lan Hoàng Nhạn thì là có 3 loại màu khác nhau. Bạch nhạn, bạch là màu trắng. Hồng nhạn là màu hồng. Và hoàng nhạn, hoàng là màu vàng. Đó. Nói chung là tất cả các em này là dòng nhạn. Nhạn là thuộc dòng dáng hương. Đơn thân dễ gió. Dòng dáng hương thì đã nói đến dòng dáng hương thì các em rất là thơm. Tiêu biểu là nhạn là đỉnh đầu rồi, là top đầu rồi. Đai châu không phải là dáng hương các bạn nhé. Đai châu không chỉ là dòng đơn thân dễ gió, không phải dáng hương. Dòng dáng hương là cái dòng này là có em nhạn này này, là em giá trị nhất và em đấy là thơm nhất. Em đứng trên top đầu của cái dòng dáng hương. Sau đó là đến có thêm là cáo này, trồn này, sóc này, quế này, tam bảo sắc này. Rất là nhiều loại khác nhau. Nhưng mà trong cái dòng đấy thì mình thấy là cái dòng dáng hương này này, dòng nhạn là cái dòng mà giá trị nhất và em này em rất là đẹp, chơi cả lá và cả rễ rất là đẹp. Các bạn để ý kỹ này, rễ của em ra này. Đó. Hôm nay mình sẽ nói tập trung nhiều về cho các bạn biết về cái dòng bạch nhạn, dòng hoàng nhạn, bởi vì dòng này là dòng phổ biến nhất và giá trị nhất trong cái dòng cái nhạn này. Nhạn. Thì là cái cây hoàng nhạn này là cái em này là em đấy là hàng rừng ấy, thì em này em chủ yếu tập trung nhiều ở khu vực miền Nam Trung Bộ ở Việt Nam. Nó kéo dài ở cái khu vực dãy núi Trường Sơn giáp biên giới với cả Campuchia với cả Lào là rất là nhiều. Thì ở Việt Nam thì mình thấy tiêu biểu nhất là ở Gia Lai. Vùng Gia Lai có những cái cây hoàng nhạn rất là đẹp và giá trị. Thì cây hoàng nhạn sẽ chia ra làm hai loại nhé các bạn nhé, các bạn lưu ý giúp mình nhé. Thật là chi tiết giúp mình là hoàng nhạn chia làm hai loại. Loại tháng 4 và loại tháng 8. Tại sao lại nói là tháng 4 và tháng 8? Là tại vì rằng là cây hoàng nhạn cây tháng 4 thì em sẽ trổ bông vào rơi vào khoảng độ từ tháng 4 là chủ yếu. Nhưng mà nếu mà có chậm một chút xíu thì có thể là rơi vào tháng 3 hoặc tháng 5. Nhưng mà tập trung nhiều là sẽ trổ bông vào cây tháng 4. Nên người ta gọi là tháng 4. Còn cây hoàng nhạn tháng 8 thì nó sẽ trổ bông vào tháng 8 là chủ yếu. Nếu sơ dịch thì khoảng độ từ tháng 7, tháng 9. Cái cây hoàng nhạn là cây tháng 4 đấy thì nó giá nó sẽ rẻ gấp 4 lần 3 đến 4 lần cái cây tháng 8. Cây tháng 8 nó rất là mắc. Và nếu mà nhìn vào thân lá như thế này thì rất là khó để xác định được cái cây đấy là cây tháng 4 hay là cây tháng 8. Nhiều người thì là chơi lan người ta còn dựa trên yếu tố là phong thủy nữa. Mình thì mình không đặt cái vấn đề phong thủy. Mình thì mình cứ thấy mặt bông đẹp,
cây đẹp xuất sắc thì mình sưu tầm. Thì do nhu cầu của con người, đặc biệt là những người chơi lan rất là thích cái cây tháng 8 là phát đấy đó, tháng 4 thì bổ là tử, nhưng mà mọi người bổ là tháng 8 lịch dương thì nó rơi lịch âm, và cũng là tháng 7 là thấp đúng không. Cho nên mình cũng không có quan trọng về cái vấn đề về phong thủy, quan trọng là mình thích thì sẽ tự tìm. Cây tháng 8 nó rất là mắc, cây tháng 4 thì nó rẻ hơn 1/4. Nếu mà nhìn cái chậu lan như thế này, các bạn thử nghĩ nếu mà chậu này thì là cây này là cây tháng mấy. Nhiều người sẽ không có biết được cây này là cây tháng mấy cả, nhưng mà mình chia sẻ cây này cây tháng 4 nhé, không phải tháng 8 nhé. Cây tháng 4 này mình không có bán. Nếu mà giá trị thị trường cây tháng 4 này thì em này rơi khoảng 500 đến 600 là cái chậu này. Còn nếu mà chậu này mà rơi tháng 8 thì em này rơi khoảng độ trên 2 triệu. Đó, chính vì mà cái yếu tố cây tháng 8 cái nó rất là mắc nên nhiều người ta cũng mượn cái cây tháng 4 này. Người ta bán hàng người ta bảo rằng là đây là cây tháng 8 nên chúng ta rất dễ bị ăn thịt lừa. Còn nếu mà các bạn mà yêu thích cái dòng tháng 8 thì mình khuyên một câu chân thành là cứ đợi vào đúng cái đợt mà em ra bông ở tháng 8. Ví dụ như từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì các bạn hãy mua, lúc ấy đang trổ bông thì chắc chắn là em sẽ rơi vào tháng là nhạt tháng 8. Còn nếu mà các bạn mà mua lúc cái cây mà nó chưa ra bông, ví dụ như là khoảng độ tháng 10, 11, 12 hoặc cả tháng 1, tháng 2 đấy, các bạn mà mua nhạt mà lúc đấy mà bổ là tháng 8 thì rất là dễ bị ăn thịt lừa. Tốt nhất là chúng ta là lên mua vào cái em nhạn tháng 8 là đúng dịp vào chỗ bông. Còn về mình mua nhạn tháng 4 thì mình không cần phải quan trọng cái vấn đề đấy, bởi vì nhạn tháng 4 thì em mới rẻ tiền, chẳng ai em đi lừa gì cả. Mình muốn chia sẻ cho các bạn một chút cái kinh nghiệm để chúng ta để mua lan để nó mang tính chất là không có bị lừa. Và thực tế là hiện tại trên thị trường có rất nhiều người bán hàng đặt cái lợi ích lên trên cái đạo đức của công việc kinh doanh. Nên vì vậy mà cái gì mà Shop Core TV biết thì Shop Core TV sẽ chia sẻ cho các bạn để tránh trường hợp mình không bán. Mình không bán nhé, mình biết mình để không có bị lừa, chứ không phải là mình biết mà mình đi lừa người khác. Còn về cái cây nhạn ấy, cây nhạn là mình sẽ nói yếu tố về lá trước các bạn nhé. Cây nhạn là lá thì em này thường thường bản lá rộng, thường thường chỉ có khoảng độ là 3 cm thôi, 3 cm đổ lại, chứ không có nhạn được mà thắng bản lá ít lắm. Bản lá rộng 4 đến 5 cm là rất là hiếm. Bản lá cái nhạn nó thường thường nó chỉ có 3 cm thôi. Đó. Và đầu lá nó sẽ bị khuyết thùy như này này và tròn tròn như này nhá. Đấy, cái nhạn là nó sẽ bị khuyết cái đầu lá như thế này. Các bạn lưu ý giúp mình nhé. Đó. Và đặc điểm của cái nhạn nó chính là cái lá của em đấy rộng 3 cm và dài thường thường nó rơi khoảng độ là từ 10 đến 15 cm thôi, không có dài lắm đâu. Lá của em không có dài đâu nhé, lá của nhạn rất là ngắn. Và một năm thì em sẽ lở một bông một lần. Và bông của em này thì màu hoàng nhạn ấy, mình sẽ để một bông cho các bạn ở trên góc màn hình để cho các bạn tham khảo. Và bông của em này chơi thường thường khoảng độ là được 15 ngày đổ lại thôi, không có lô, không có... Em này cũng thuộc dạng bình thường, không phải là lâu tàn. 15 ngày. Và lá thì dài 10 đến 15 cm, bản lá rộng là 3 cm và mặt và lá hay bị khuyết thủy như này này. Và thường thường là cây nhạn nó có một cái đặc điểm, đó chính là khi mà em mới mọc lá thường thường em sẽ hay khom lên trên, chỗ đó là sẽ cong ở đây như thế này. Các bạn hình dung này, nó khom lên này, nó sẽ cong ở đây, nó khom vào trong. Trong như này này, đó. Đó. Giống như cái sừng của linh dương vậy. Đó. Chứ nó không có xòe ra giống như thế này, không bao giờ, ít lắm. Nó thường thường nó mọc, các bạn để ý kỹ này. Đó. Các em sẽ thường thường mọc, các em sẽ khum vào trong như này nhé. Đó. Đó. Đây chính là cái nhạn. Về lá, còn về rễ, rễ thì là cái dòng này là dòng rễ gió. Em này em cực kỳ là ưa gió. Nơi nào mà có nhiều gió ẩm thì em mới ra rất là nhiều rễ. Và các bạn khi trồng thì các bạn cho ít thôi, cho ít giá thể thôi, các bạn có thể là trồng than này này. Than cho vài miếng thôi nhé. Cho vài miếng than và vỏ thông. Mình chủ yếu là mình trồng than nhiều chứ mình có ít xài vỏ thông lắm. Than càng thoáng càng tốt. Càng thoáng dễ em mới ra. Và dễ em mới ra rất là nhiều. Và em này phân nhánh. Em này em mới ra dễ dài lắm. Đó. Đấy là về lá này mình sẽ nói cho các bạn rồi này. Lá đấy rất là dễ nhận. Mọc đối xứng nhau. Và lá mọc thường thường sẽ lại khom khom lại như thế này. Đó. Và bản lá rộng 2-3 cm. Dài từ 10-15 cm. Đó. Và về bông thì là
bông có ba loại màu là màu trắng, màu hồng và màu vàng. Nhưng mà cây màu trắng thì mình sẽ không nói về chủ đề hôm nay, mình sẽ nói về cây màu vàng, hay thường gọi là cây hoàng, màu hoàng là màu vàng mà. Đó. Rễ xanh. Còn về chế độ chăm sóc thì em này chăm sóc giống y hệt như Đai Châu, không khác gì cả. Y hệt luôn. Cũng tưới B1 nước vo gạo, dịch chuối phân 20 đều và treo ở dưới một lớp lưới. Treo lớp lưới 50% và giữ ẩm cho em này. Ưa ẩm, em này ưa ẩm và phải có gió. Nhà các bạn mà không có gió không nên chơi dòng này. Hoàng nhạn. Hoàng nhạn tháng 4, đây là tháng 4 nhá. Em này mình đang tính là mình tách ra để trồng ghép vào lũa. Ví dụ như là chậu, một chậu các bạn trồng một cây thôi. Hiện nay ngoài hàng rừng thì hàng Thái nó giá nó rất là rẻ và thân lá nó rất là đẹp. Nếu các bạn mà yêu thích thì các bạn có thể là sưu tầm cái hàng Thái cũng được. Mình cũng rất thích hàng Thái. Mặt bông nó to, bông nó thơm, cũng không khác gì hàng rừng đâu. Rừng bây giờ khai thác cũng rất là cạn kiệt. Nhạn này sinh trưởng, cây nhạn này rất là dễ sống, giống như Đai Châu vậy, rất là dễ sống. Em này chủ yếu mắc bệnh, nếu mà có mắc bệnh thì chủ yếu là mắc bệnh vàng lá rớt, vàng lá chân nhiều. Còn nếu các bạn mà là những người mới chơi ấy, thì các bạn không nên mua cái hàng rừng về ghép. Các bạn có thể là mua những cây đã thuần, ví dụ như là thuần trong chậu sẵn, hoặc là có thể là mua cái hàng Thái người ta đã trồng sẵn và các bạn chỉ việc về chăm thôi, không cần phải trồng nữa. Chúng ta về chăm lại thôi thì nó sẽ hạn chế bị chết cây và đỡ phải mất nhiều cái tiền học phí. Đây là cây hoàng nhạn rất là đẹp. Nếu các bạn mà có cái câu hỏi gì về cách chăm sóc hoặc là về mua bán hàng thì các bạn có thể liên hệ với mình qua Zalo. Bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn cái cách trồng lan cũng như là cách mua hàng, nhận biết thật giá. Cây rất là đẹp. Mình không bán cái cây nhạn này lên vì vậy mà mình muốn chia sẻ nó mang tính chất là khách quan nhất để cho mọi người biết. Và mọi người đã biết đấy, thời gian trước thì nó không có nhiều cái internet nó chưa phổ biến đấy. Những người mới chơi là thường là phải tự mò mẫm và trả giá, những bài học nó rất là mắc. Nên vì vậy mà những người chơi sau thì các bạn rất là may mắn được nhiều người chia sẻ như này. Chứ còn đâu ngày trước bọn mình chơi lan là trả học phí rất là nhiều, bị lừa rất là nhiều. Và mình không muốn cái điều đấy nó lặp lại với những người mới chơi, đặc biệt là những người đã đăng ký kênh ủng hộ mình trong suốt quãng thời gian vừa qua. Để không phụ lòng những người mà đã ủng hộ và đăng ký kênh cho mình, thì mình sẽ luôn luôn ra những chủ đề nó mới, ý nghĩa, tốt đẹp, hữu ích nhất cho cộng đồng chơi lan chúng ta. Trên đây nó chỉ là chia sẻ những quan niệm cá nhân về bản thân. Có thể nó sẽ đúng, có thể nó chưa đúng, có thể nó chưa phù hợp với các bạn. Thì các bạn có thể nếu mà nó đúng, hay, thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Khoa TV của mình. Tức là nếu mà mình chia sẻ vẫn còn hạn chế, không thể tránh được thiếu sót, thì các bạn hãy comment góp ý giúp mình để mình ra những video sau nó sẽ chất lượng hơn và hữu ích hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Quãng thời gian dịch này hạn chế đi lại các bạn nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cũng như cho gia đình. Vậy là mình chia sẻ đến đây là vậy thôi. Ngày mai mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề khác. Cái cây này, cây mãn thiên hồng này mình mới ghép được 20 ngày cùng với cây hồ điệp ở trên gỗ lúa. Các bạn thấy này, em ấy ra rễ rất là nhiều này. Và đặc biệt đó chính là em ấy đã ra ngầu rồi này. Đó. Mình rất là thích cây lan hồ điệp và đặc biệt là mãn thiên hồng. Ghép trên gỗ lúa, cây nó rất là phát triển. Đây là những cây nó bị bom hàng lá, còn 2-3 lá mình cũng ghép. Mình chăm mà em ấy cũng có dấu hiệu, biểu hiện của sự sống là rễ cũng đã ra nè. Đó. Các bạn thấy không? Dễ ra ta này. Đó. Đó. Nhìn lá rất là dễ, rất là đẹp. Đây, mới kiếm một khúc gỗ này. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.